Gió gì là phải Bữa nay 10. bạn bè Vậy nước nào cũng được, nước kia cũng được. Nắng lắm. Giờ tôi sợ đắng quá. đây Tôi phải pha. Pha vô. Đấy. À, ông xỉu nước sao mà nó khéo, ông chịu rồi đó. Ông làm mình ông sáo đòn. Cho ai chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng. tới đợi con nha. Dạ. Chúc mừng, đó. Pha vô. Tôi thử sức thích điên thử rồi. Ngủ đúng 1 tiếng 15 phút. Tới họ giấc ra 2 giờ 45. Hôm nay thầy không dặn Không, nó nghĩ hôm nay cái thứ lẻ nó chẳng mà. thế Rồi cái ngủ hồi hồi 3 giờ rưỡi, 3 rưỡi cái đúng 4 giờ, 4 giờ 45 vậy gọi tiếp cũng cũng còn khăn, cũng còn khăn đó nha. Sợ thầy không quen, mệt lắm thầy, thật là mệt. Hồi xưa thích thích mấy đêm không sao, sao giờ nó kỳ không? Rồi vậy giờ thầy về mấy chục năm, về nói chuyện mấy chục năm rồi gì nữa. Rồi thầy hồi xưa ông cha là mười mấy tuổi thầy nói vậy, chứ còn bây giờ là gần 50, về U50 rồi. Ôi sao giờ đi trả bao nhiêu tiền á? Dạ 140 thầy. 140 với cái này hôm qua. Cái gì nữa? Qua đi mua thẻ ông nè. 140 với 100 lẻ. Ở cái đó được con, cái đó không có tính. Không, nhưng mà này mua cho bên đây À thế à? À 106 đồng với dạ. 69 là nhiêu? 106 với 69 175. Nó phải làm với 104. 104 104 là nhiêu? là 301. 301. 301 chục đồng. Nó theo gặp ông cái là tiền, gặp ông cái là tiền. Thì con không biết đâu. Không bị ý nói chuyện gì mà biết bởi gì nó như tôi đi ra biểu đốn ngộ đó đó mà đốn ngộ phải gặp là tiền, gặp tiền đốn ngộ. Hai vợ chồng hội chùa cũ gửi qua cúng nè. Dạ bỏ vô băng tôi nha. Dạ băng thầy. Bây giờ đấy 400 mấy? Vâng, 310 đồng thưa thầy. 310 đồng. Dạ. Rồi thấy bù vô rồi đó. 3, 1, thôi không 0. Có tiền thôi thầy, không có không. Tiền thôi. Trả thì trước cũng trả sau, trả có chứ. Không, nhưng mà lủng mới chết con nữa. Không sao lủng được nữa chứ, tụi ông còn làm chứ. Lấy mấy tay 10 tay. Thế rồi trả cho cái thẻ hồ bô này nha. Dạ, con biết rồi. Đó là rồi, dứt đi ông cái rồi đó. Xin đại. Nó nói Mỹ đâu xài tiền, xài giấy không. Cái vẹt vẹt. Đó còn, qua. Nghe, nghe. Con thu ạ. Hôm qua ráng làm cho nó xong cái đó. Đẹp quá rồi đi nè. Đẹp, bởi dạ, vì nó tiện nhiều thứ lắm. Tại để cái gì cũng được hết. Có bởi cho nên đâu phải làm phí đâu, thấy không? Làm suy nghĩ giờ ráng ngày nay dọn cho nó rồi cứ dọn dạ, bỏ không giờ cho tôi đi nằm khoảng chừng hồi nằm khoảng chừng tiếng đồng hồ tại sao vậy là khỏe à, bằng một tiếng ban ngày bằng mấy tiếng ban đêm. Vâng đúng nó khỏe lại à. Ê, rồi hồi ông ba về mượn đi gửi bánh giùm để cho rồi nè, đây là tôi gói này cho ông nè, tôi là chuối không nè, thôi ông lấy đoàn bự đi thử tại sao vậy. Thì người ta nói chuối không à, mà ông thích ăn chuối nhưng mà chuối này nó làm như nó chưa chưa chết chết mẹ hôm qua con lại mua mấy 10 vị chuối gì cho thầy nữa đó. Lộn mà mới thấy lộn rồi, để cái còn cái rồi xíu không không cái đổi được anh thôi gì đâu thì đổi được bằng chân thế mà làm không được cái gì đổi cái đó với cái đó rồi phải đi mua mới được chứ không mua cái là mới lộn đó được. Là cái đó là chuối giống như vậy, chuối sáp rồi đó, chuối sáp là chuối vậy, cái chuối hấp vậy đó, chứ không phải chuối chín vậy. Thấy không, chuối chín vậy nè, chín nghĩ là chuối chín thiệt kìa mà nó còn gì nào thấy chưa. À đúng không đó. Nè ông thấy cái thử hình bánh được kìa ông sĩ đó không xài được cái gì thầy chỉ đưa coi. Ừ nghe
Có thế thôi chứ con không biết nói sao thiệt. Từ nhà con thấy có chuối thì con mua thầy, chứ con đâu có mua bao giờ đâu. Là đầu tiên mua cho thầy đó. Con không biết là chuối đó gì, để coi lại để sơ đi. Để nó rã đá cái sao sao. Thấy không? Nếp nó đậu nó thiệt. Thầy này nói chắc à. Hả? Nhưng mọi lần thầy gói lòng dẻo lắm à. Ờ, mỗi lần gói một lần kinh nghiệm tràn trề. Mà giờ đoàn, đoàn ông lấy thử cái đồng bánh thì đó. Vậy đó. Dạ. Đó là đồng bánh, đâu có chắc không nè. Đậu rồi, đậu chuối rồi. Cái cứ là cái đậu này. Đó, đúng rồi, lúc nào gì đó là nó không lộn. Nó đều. Chuối lúc nào là nó cũng bự hơn cái đậu. Mà dây nó dây đỏ, đậu nó dây dày thì sao nó lộn được, thấy không? Vâng. Chắc hết sức chứ không? Đâu, cái này ngon. Cái này ngon đó. Nãy cô là con đây thầy bán 15 đồng đòn. Ông ba ơi. Dạ. Mà vô trời ơi, vô ăn bánh hết sảy rồi mà. Cái hình sĩ luôn đó ông ấy. Ngày hôm qua mấy ông đi mua đồ rồi hả? Ngày hôm qua mấy ông về. Ngồi đi. Ngồi đó cũng được. Hôm qua mấy ông về là tôi ráng tới từng 6 giờ tôi dọn dẹp, tôi xào nếp, 8 giờ tôi làm cho tới sáng luôn. Ồ, thử giờ này. Tới 3 giờ rưỡi tôi đi vô, hết chịu nổi tôi đi ngủ. Ngủ tới 4 giờ 45 tôi dậy tôi làm tiếp. Bây giờ mang hai lậu nghe, cái lậu này trước nghe, thử cái lậu này trước nghe. Năm tới á, năm tới là bắt đầu là ông phải đi hợp đồng thiệt á. Vậy là chất lượng ai cũng nói chất lượng, ông có còn nhiều chỗ nào chê nữa chứ. Là mình hợp đồng cái chợ phong. Cái nhân cũng đặc biệt đó, thấy không? Cái pho sắc xình á, thử cái trước đi rồi ăn chuối. Thầy đưa hết cho ổng là bao nhiêu ổng cũng có chỗ ông. Ông thử cái rồi ăn đi rồi thử. Này cho ông đang cái đòn chuối nè. Được rồi, chứ con gì này. Ông cứ ăn đi rồi thử. Chuối là ngày này nó không ngon bằng, là biết sao. Nó không mùi. Ý là nó mùi vậy rồi mà nó cũng không mùi nè. Ông đi mua xi măng, cũng mua gạch à. Không có phụ của nổi, hôm nay là tôi không qua nổi. Hồi nãy tôi tính bò qua bò không nữa. Lo vớt bánh nè. Ôi cái đó đâu có gì đâu. Nếu mà làm cái kiểu đó cực thôi, chứ còn làm chắc chừng tuần lễ rồi. Nghe được không? Cho ý kiến. Chưa nuốt, cho ý kiến lên nuốt rồi không? Có kế không? Thế nhưng á, thì cũng được thôi chứ không ngon. Cái vỏ mà nó ngon mà. Mặn mòi đậm đà. Kìa là tiêu đấy. Cái thịt, cái nếp á. Cái đậu thì bình thường thôi. Đậu thì bình thường thôi. Của cái nếp này. Nói thầy cho thêm miếng thịt mỡ vô. Không. Tôi cũng không, tôi nói thầy cho thêm miếng muối đó. Ông này cho thêm miếng muối cho đủ đậm đà quá nè. Đấy hả? Anh em dưới đây đó hả? Tại vì cái này còn anh với củ tiêu, anh với hành. Anh nhờ nó bán nó thêm nữa. Thì nó còn vừa, nó mới vừa nó nữa. Nó mới vừa đó. Cái này bà ông đưa về cho bà Lan có ăn thử, bà mê liền bởi vì không, bà ăn mặn. Bạch tê à, không phải, nó hổng là quá trời. Không, bà thích ăn mặn mà. Cái này hổng là một tết rồi, giờ thì chỉ cái người, những người mà chưa có ăn thôi. Thầy gửi đi là hết rồi đó. Cảm giờ ông tỷ lấy 6 đòn nó đủ không á. mà mới có nữa. Mà thầy nói ông ăn chi cho dữ vậy. Nó ngon quá à. Ông ăn rồi á thầy. Rồi đó mới lấy về, ông lấy về, thôi để 6 đòn đi. Cái nè, hái là cái này nè, ông phải cái này nè. Ông nói cái này mà nếp, hộp nếp. Chỉ cái là, thí dụ tôi chưa có làm nhân tròn được thôi, thấy không? Ôi trời ơi, quả rồi. Nếp là ngon, nếp là ngon, cái đậu thì cũng bình thường thôi, có cái nếp đặc sắc à. Không, cô à, chủ yếu cũng nói à. Trời ơi, con nhìn thấy anh đang anh của già này nha. Cô lớn tuổi không mới kêu ào, đúng rồi, cô lớn anh đang ăn bánh tét chuối, cho nó thèm, con thèm sao đâu, thôi để hồi gửi cho cô nè, chuối nè. Dạ, con xin thầy, cho ăn về rồi. Dạ, tôi viên chuối. Rồi, ông ba chưa, tôi viên chuối nha. Anh chưa thấy không? Rồi, ai cũ mà kêu no. No rồi gì nữa, vậy mà tôi đi mua gà cho anh đi vợ. Không, anh mua trong thủy tới cho tôi phải về nhà. Không về nhà, anh dưới bà của ba mà. Tôi đón bà về mà, anh đừng có mua, nó dưới. Đây nè, chuối ông ba nè, nè ăn cái ngon không? Trời, chuối này còn có đậu chứ này, nếp có đậu nữa nè. Nè, à, ngon chưa? Ngon, hả? Ông xào nếp, ông lòng, ông lòng. Ngon, giờ nó nếp cũng ngon nữa, cái gọn cũng ngon mà, cái ấy bên trong cũng ngon. À, tôi thử sức tôi mà.
Hồi sức mà giáo tất cả đi làm cho nó rồi. Dạ hả? Bùi, bùi quá. À? Chuối ngược chứ thầy, nó không ngon. Ăn quá là còn gì nữa thầy? Ăn cái tiền dính, dính hầm rau. Ông cho ông bịch cái mão là dính hầm rau, mùa, trà vô rau. Còn ông đang thì dính, dính, dính thì trà vô tóc. Bùi quá. Bùi, chuối bùi quá. Ngon ha. Chất lượng ha. Chuối mà thầy nói chưa chín nữa ha. Chút chín nữa nó còn dữ, nó còn béo, nó còn bùi nữa hả nha. Nó tre rửa chuối rồi. Không, nếp ngon quá. Ông Phạm nếp ngon à. Ngon à. Ngon à. Bây giờ tôi cứ kinh nghiệm cái gì cũng 4 bây tiếng đó thôi nha. Bây giờ thầy đừng có làm. Ngâm 4 tiếng. Rồi xào 4 tiếng hai gói. Còn sao vậy? Tại sao xào 4 tiếng nữa? Nó nguội gói nó mới ngon. Thầy đừng có làm cái này. Chuối, được không, ông được không? Làm cái đậu kia, mà ông làm cái nếp với đậu xanh đậu đỏ gì đó thôi. Trời ơi, coi cái đó còn dễ nữa. Có này ăn ngon hơn nhiều. Có nhiều quá không? Gọi là bánh chai đó. Trời ơi, ông không biết đâu cái đó mà ăn cái nếp này. Ông miền Tây mình gọi là bánh chai ở dao đâu mày? Ngon. Đó cô Hành Minh cô biểu gói cho cổ vậy đó. Trời ơi, ông này cũng chưa ăn cái đó thầy ơi. Con dao đâu rồi? Mới đây chắc tôi gọi nó. Đâu rồi, đây đẹp trời, à, tới nữa là tới rồi đó. Cho ông thử, cho ông thử, đừng có nhân ở trong á. Nếp thôi, tôi không anh đâu. Anh tránh chết được nếp thôi, anh tránh chết được. Trời ơi, ông chưa thưởng thức, anh đang chưa, nó không biết. Rồi cái ông... Thầy cắt hả, thầy cắt gì? Thưởng đồ nó đâu, tôi coi đồ đó còn giống không nữa nè. Ngon mà, tôi bảo đảm anh ngon cái này nữa. Tôi nhai đậu xanh không thấy nhạt này, không có cái gì nữa. Nếp mà có đậu, hột đậu này nè, chứ không phải đậu xanh đó. Nếp mà có đậu đen, đậu trắng rồi nè, pha với cái nếp đó. Trời, ngon, ngon, anh thích tôi đi. Giống như bánh dừa đó anh, bánh dừa đâu có nhân đâu, bánh dừa đó. Ờ, nhưng mà nó nhỏ chứ không phải bự như vậy cha ơi. Anh cắt quanh ra cũng nhỏ chứ mấy. Cái này nếp, nếp đậu không nè. Đó, đó. Chưa có nguội. Điều nó ngán chết à. Ngán trời dễ đúng không chứ. Đoạn ăn là đường nó lên nghe, không có đó thừa nghe. Con anh nghe này, con xin thầy con anh đâu. Chết cha. Cảm ơn con anh đâu, thầy chơi đi. Con trông là con hành hai miếng kia. Thử miếng lên, thử miếng lên, miếng đi. Đúng là cái này là phải ăn với cái gọi là chao chùa đó. Xưa này ăn chao chùa nè. Cái này ăn với củ kiệu dưa leo rồi đó. Này đúng đó. Cái này thế hả? Trời ơi, cái này người ta có nó cũng là nóng ngay này. Nóng. Cái này mà ổng ổng làm với cơm dừa đó. Cơm dừa đậu rồi nếp pha bằng mặn kiểu này. Ừ coi. Bắt lắm. Đừng nói ông. Thế hả? Ừ, trời ơi, dưới quê ta ăn cái này thì mới ăn chứ còn nhưng này có là người ta đệm thêm cho có bông có hoa. Chứ còn đúng gốc của nó là vậy. Mình mình nuôi đạn gói còn mấy đòn. Trời ơi, cái vị mới ngon nè. Thế coi nha. Đậu phát triển nhiêu đậu tao quên nếp nữa. Nghe thấy ngày ngồi đấy, ngày dòm thử cái nhiêu đậu không? Ba bịch nếp coi nhiêu đậu. Cái đó chắc 15 đậu. Năm. Hơn. 15, 19. Vân vừa lấy ra đòn á, 20. Có vô luôn. 20. 21. Phải không? Đếm kỹ chưa dưới đếm chưa? Đếm rồi, đếm rồi hết. 21, ông đòn 22, mình sẽ 3 đòn. 25. Còn 25 còn đâu thử cái thử đó, điếu thử cái 3 bịch nước như thế rồi. 5. 40 đòn. 6. 8. 10. 12. 14. 14 với 25 là 40 đòn á. Mình bị con dư kia làm bánh cắp nữa kìa. 40 đòn. Dưa khô, khô nó ngon à. Để tao tặng ông nè. Này nói thiệt, chứ giờ cắt đòn thì phí phải không? Mình ông nè, ông ba, bà ba ăn chuối hay ăn gì? Giờ không có tặng đòn nha, bởi vì bên này không đủ để gửi đi chứ không phải tiếc không sao không tặng đòn. Ông thích cái này thì tặng cái này. Ăn mà ăn dụng ăn mót mới ngon chứ còn ăn nguyên kiểu này đâu ngon. Ủa? Ủa? Cái da lén lén đi vậy nó lén lén ăn dụng ăn mót mới ngon. Lấy đời vào tục. Ông bùi chuối cho bùi. Đấy, nói ăn dụng mót. Ta tôi suy
tối làm tới 11 giờ rưỡi mới điện qua bên Cali. Cali thì giờ đó mới có 11 rưỡi, tầm mấy. Nó nghe chuyện rầu quá chứ. Cái vụ thầy mà hơi yếu tôm nha. Hồi đó tôi nghe kể vụ mà hai vợ chồng nó gài á. Không biết gài không biết. Nhưng mà gài cái rồi cuối cùng nó trổ rốt nhà xuống nó bắt. Nó bắt là nó bắt mỗi tháng phải chung như lúc đó 2.500 hay gì đó tôi kể quên rồi. Mà bao nhiêu năm rồi đó. Giờ làm tiền nó lại. Rồi còn ông thì nó đưa ra tội danh là mò tùm lum. Nó giờ mới nhập viện ngày hôm qua, tôi nói thôi gần chết mẹ rồi, thôi chịu thí cho rồi đi. Có tội lỗi gì, mình mỗi người có cái nghiệp, mình lỡ mò thì cứ mình chịu mò, cứ giấu cái nó làm tiền hoài vậy đó. Nó mình nói sao nó kỳ vậy ta, mình suy nghĩ thì người ta nói 70 chứ gọi là lành. Tôi rầu, tôi nghe chuyện này tôi không có cười mà mình rầu, thấy không? Nói chứ nghe cái đạo mình vậy cái thịnh nó buồn. Người ta có tiền người ta mới sợ bị làm tiền, nhưng mình không có lấy gì. Thì có tiền, cái ông đó là vậy, mỗi năm là, đừng nói tên nha. Là cộng đồng đó là mượn cái chùa đó làm lễ, nó do thừa đó mà, nói giờ biết chùa nào rồi. Cho nên cộng đồng đó, cộng đồng rất là thọ đó. Cho nên năm nay... Tại nhiều tiền, nhiều tiền quá người ta kiếm tranh ta lấy. Chứ cái tiền vậy? Đang giờ kiếm đâu ra có nó mà đòi. Đúng là người á, người thì không có tài năng. Không đức độ chi, nhưng mà nó khiến nó cái phước đặc biệt nha. Ở ngay. Ủa, rồi cái giày nè, thì ổng không có cho người ngoài lọt vô. Có một cái thằng nó lọt vô thì cái câu ngoài đời tôi không hiểu, thì tôi hỏi ủa sao thằng nó lọt vô nó ở nó tu được. Ổng nói tại vì nó bà con với má nó. Nó không có bà con với ổng mà má nó bà con với ổng, nghĩa sao tôi không hiểu. Má nó bà con với ổng. Nó đâu có bà con. Nó bà con với má nó. Má nó thì là con đẻ của má nó chứ sao bà con được nữa. Ngồi nói gì chắc cũng... Hồi đó là con đẻ má nó mà má nó bà con với ổng. Mình tự danh từ tôi nói. Tôi không biết ngoài đời. Tôi hiểu nôm nôm. Bà con nếu là nghĩa là có dây mơ với má đó. Nghe thì dây mơ để má thôi chứ không phải là bà con huyết thống. Không mắc, cái đó bà con này nó mắc á. Cái này nó mắc á. Vậy cho nên là hồi đó ông này ông dùng cái từ móc là đúng á. Nó móc á. Chứ sao? Không phải là má ruột. Không, má ruột thằng đó đúng rồi. Nhưng mà cái con nó cái nói, bà đó là liên hệ, có liên hệ gian dữ với ông này. Xét ra cái điều khi nói mình ở trong chăn không biết chăn sao cái nó buồn không? Thấy các cái chùa lớn ở Mỹ này đại đa số á, ngay cả chùa lớn như tên cũng vậy. Ban ngày thì ở chùa điên tối về ở vợ con, còn ông phó đó thì gian díu hết con niên này tới con niên khác. Cả chùa lớn đó là từ hiêu tên, từ những nơi cộng đồng lớn không á, từ Nam Cali, Bắc Cali. Thầy phải lấy cái tên của mấy ông đó, đằng thầy gửi bánh tét cho mấy ông. Chùa lớn chứ đâu phải trụ trì lớn này. Thầy hả? Chùa lớn thật. Rồi bên Tâm, bên cảnh sát nó nói đó. Bên Tâm, bên cảnh sát nó nói ba ngày tối về vợ con á. Tại sao hồi xưa Lục Hòa Tăng thì ok này? Tại sao nó khác nhỉ? Thành nó ra mặt. Cái gì ông nói thí dụ ra mặt, bây giờ tôi ra mặt đi. Giờ tôi nói ông đang, ông ba, giờ tôi muốn vợ. Ông cứ vợ tôi là ra mặt công khai rồi. Bây giờ thầy muốn vợ, tôi thầy chấp nhận thầy giao cái hội này cho tôi. Thầy không dính lý, cái gì tôi thỉnh thầy là cố vấn thôi. Rồi tiền bạc thầy dính lý tôi sẽ cung cấp cho thầy. Thầy đủ tiền thì nuôi vợ, con nuôi thầy. Rồi tôi không dính líu gì hết. Nhưng mà nó sai nguyên tắc hết trơn rồi. Từ đầu tiên nó sai nguyên tắc. Cái đó nhưng mà tại vì hồi đó đó, cái đạo Phật nó dính với lương giáo. Nó chưa có cái tổ chức giáo hội nào hết trơn. Ông nhớ từ tất cả nếu khởi thủy mà bất cứ một tôn giáo nào hay đạo giáo nào nó dính tới cái chữ giáo hội, cái lập đầu nó thay đổi nó đẹp một mặt, nhưng mà nó bị vô cái thế chính trị nhuộm màu. Ông hiểu, còn hồi xưa Lục Hòa Tăng vậy á, chứ mà nó có nề nếp lắm nha. Chấp nhận cha truyền con nói cái nó lại, chứ tại vì nó sai căn bản hết trên hết rồi nè. Lấy cái bình nước chứ không cái đó cái khi là chế với cái bình nước là cho phép có vợ chứ. Hả?
Nam Tông không, Nam Tông có, Nam Tông chửi à. Nam Tông là dứt khoát không có. Còn Nguyên Thủy Mai nói gì vậy? Không, 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 Nam Tông cái bác có dạy là bên bên Khmer. Cái Thái Lan là bắt buộc đi tu 3 năm là ra đời. Cái đó là cái đó là cái vụ thôi. Cái đó là nghĩa vụ thôi. Nghĩa vụ thôi chứ cái đó không phải. Anh nói đừng Nam Tông. Thành ra nó lộn xộn quá cho nên ông Nhật Hoàng ông mới tuyên bố là ông bắt buộc cái thầy tu phải có gia đình á. Thà vậy đi đặng nó giữ chùa. Thấy không? Ông Nhật Hoàng ông làm đầu tiên ông làm thành công ấy chứ không? Hơn là lúc ốp bỡ mỡ. Nó phiền lắm. Bên ngoài thì cứ cà nói cứ ôn cái này ôn cái kia ôn cái nọ mà cứ là ông Hoàng gì là ông không ông chịu nổi không? Nhưng mà mình che mắt Phật tử rồi gặp thêm mấy Phật tử á, nếu mà trúng mối đó mấy bà mà gặp mà chồng bất lực hay là chồng đi làm xa hay là chồng không để ý vô gặp mấy ô cái bóp là trúng gai quyệt với bà lắm, bà cũng không dám nói luôn. Nên con chứ lạ hoài, con chứ thấy cái ngược và tăng làm sao, nên trên căn bản là nó trái hết trơn hết rồi. Người ta thứ nhất là ta ăn kỳ, ăn cái kỳ sau tháng mấy ngày thôi. Dạ. Ta có vợ coi nàng hoàng mà đâu vào đó. Thế hả? Người ta biết thân phận người ta. Ta công khai mà ta biết hơn mọi người. Ta biết là trên nguyên tắc là sai hầm hết. Ta giữ giống như là nó trọn với cái tinh thần gọi là. Cái đó về cư sĩ đúng không chứ? Không, không phải là tăng ta sĩ được. Vẫn là tăng sĩ nhưng mà ta đâu vào đó. Ta chỉ truyền hai bên cái hệ phái cho ta thôi. Ta không có nhảy giọt. Có nghĩa là ta học ta biết hơn thằng mà ta. Thí dụ như cái của anh ta đó thuộc nhóm ta làm thôi. Còn ví dụ mà bây giờ thì hầm bà lặng như bây giờ có vợ con mà vẫn ngồi để cho người ta lại. Cái khác. Hồi đó mấy ông đồng có chỉ bên của mấy ổng thôi, con cháu rể dâu rồi cháu nội cháu ngoại rồi đó, nó lại chuyện của nó, thấy không? Kiểu như còn mình... thưa thầy, con là Phật tử về vô cái chùa Lục Hòa Tăng này con phải lạnh chứ, lại ông mới cho. Không, chừng nào ông đáng tuổi con á, theo cái kiểu nhân nghĩa lễ trí tính á. À, về đời ông, bình thường thì không sao, thường thì tôi xưng pháp danh là không sao. Nó không quan niệm đó, à, xưa ta không quan niệm đó. Thí dụ như mấy ông thầy Lục Hòa Tăng xưa theo tôi thì thầy của tôi nó hết rồi, nhưng mà còn một vài vị tôi thấy bình thường cũng như ông vậy nè, ngồi thầy trò ăn cơm chung, ăn uống chung, khi cũng trà dư tử hậu vậy không sao hết. Có khi kêu anh được, kêu thầy cũng được, kêu chú bác cũng được, dượng cũng được luôn. Thế hả? Ừ. Mà người ta cái trách nhiệm thứ nhất á là người ta phải trong làng trong xã có chuyện gì là người ta phải có trách nhiệm. Đám sám ma chay. Rồi thí dụ như một cái chùa nó có bao nhiêu công đất thì có một người vợ con nó canh tác mà, rồi lấy đó một phần á, chi tiêu cho những cái rầm quên của chùa nữa. Tiền bạc hội hè thì cái ban họ khánh tiết hội tề họ giữ, nó không có lộn xộn, hư chùa thì họ sửa. Nhưng mà thầy gọi mấy ông đó cũng là tăng hả thầy? Thì người ta cũng đáp y, người ta cũng tùy khu vậy thôi, nhưng mà chuyện của người ta sao là người ta công khai, mình đâu có chuyện gì nói. Cái thứ ông bà mở nó mà tôi còn chuyện công khai có gì tội lỗi hết trơn á. Ông bà tôi nói gì? Cái thời đó nó chưa có cái thành lập cái giáo hội gọi là ta thành lập cái hội Lục Hòa Tăng, người ta cổ sư môn, người ta chuyện ta tôi cũng không đi sâu vào, bởi vì mình cũng không đi sâu vào làm gì. Nhưng mà người ta nó có cái quy tắc quy luật người ta nó rõ ràng lắm. Không có vụ mà sang chùa bán chùa mua danh bán chức như bây giờ, phải không? Như vậy thưa thầy, mấy ông Lục và chú Trà Vinh như vậy là khác rồi thầy. Cái là ông Lục rồi khác, Lục rồi không có vợ. Trà Vinh có vợ mà, không mà lên tới Lục là không có vợ à, mà lên tới Lục cả là ta coi như một vị thánh sống rồi đó. Lục cả giống như ông Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng. Đại Lão Hòa Thượng mà Lục cả mà thì không có vợ gì Lục cả là vua hay là dạ. Thậm chí tổng trấn trong quận dạ. Rồi là phải tới ngày giờ là phải lợi lễ đàng hoàng đó, ta ngồi lại ngồi dưới đất lại đàng hoàng đó nha. Chứ không có vợ mà còn ngang Lục cả được à. Mà nhất định ông đó không có vợ con gì cả. Không, mới lên được cái chức đó chứ có vợ con sao được không? Tôi có lần lại ông nói để ông giải hạn cho tôi đó. Ông đem tôi ra cái gần cái lu nước mưa ở sau chùa Trà Vinh, cái chỗ khi tới cái chỗ lò heo á, lò heo đi thẳng vô có cái chùa bự lắm. Bà mợ tôi mới dẫn lại ông nó để giải hạn cho đó. Tại ông nội đâu có biết đâu. Thì sao? Quần áo tôi đang bận, ông xấu nước mưa, ông xấu từ trên xấu xuống.
ông xối một chục gáo về con. Mà nói ngay á, mình thấy mấy ông lục mình sợ chứ thật sự thì đức độ lắm á. Ngài đức độ lắm, mình đã là đức độ cả rồi, ông có mình thật đáng. Không tuy rằng mình không có đi sâu vào bên đó nhưng mà đáng kính lắm. Thôi thầy gặp bao giờ không? Có chứ, tại xung quanh tôi trường miên không mà. Mà thầy có giao lưu không ấy chứ? Có chứ. Có giao lưu hả? Gặp mình cũng phải lại ra ngoài, lại cái ý thật à. Dầu tôi bao nhiêu biết nhưng mà cái người ta ngồi đó là mình phải lại á. Cái này là cái ý thật á, chứ phải lại với ổng, lại với ổng là một chuyện nghe. Ông thấy ở ngoài, ở ngoài bên Thái Lan, bên Lào đó, bên Campuchia cũng vậy đó nghe. Ông lột sáng mà người ta đi khất thực đó nghe. Trời có mưa, có ướt, đường có ướt, có gì đó, người ta cũng vẫn phải quỳ xuống người ta lại, người ta mới cúng đường. Không, tại vì ta cái đó là, cái luật nó phải như vậy đó nè. Quỳ lại đàng hoàng, bỏ bình bao. Người cúng dường á. Cúng dường. Người cúng dường phải lấy á hả? Lại. Dạ ra đây. Ông có. Ông chứ sao? Đặng người ta thọ cái này cho ông, đặng ông được. Bởi vì lý do không mà giờ nhờ giữ như vậy đó, giữ như vậy, tuy vậy mà nó hay. Còn mạnh mạnh hơn hồi Phật đời xưa đâu. Phật đời xưa cũng vậy à. Phật đời xưa con thấy chỉ có đạo Bà La Môn không biết thôi, chứ sao là những người mà thí chủ cúng dường hoặc cũng phải lại à. Phải lại rồi mới được bóc đồ để vô mình bác. Tại vì đó là cung kính cái pháp. Đó, để ông kính pháp. mấy ông đi thực tập á, gọi là đi nghĩa vụ tu 3 năm á. Dạ. Tuy rằng 3 năm vậy chứ mà mấy ông phải về tới nhà là phải trải chiếu, cha mẹ trải chiếu quỳ lại hết á. Rồi sau đó rồi ông mới lột cái y ra. Dạ, ông vũ dắt lên có cái chỗ dắt gì đó. Dạ. Rồi lúc đó mới là mới là thành bình thường. Còn ông đắp y về tới nhà là chiếc cha mẹ phải trải chiếu. Dạ. Anh em phải trải quyền. Tôi nói vậy để cho anh thấy là ông nói đúng mà tại ông không chịu nghĩ ra cho nó đúng. Cái y nó quan trọng chứ không phải con người nó quan trọng. Thấy không, rồi sao này ta nói lại sao này ta nói ngược lại chiếc áo không làm nên thầy tu. Sao rồi ta nói lại vậy? Nhưng mà thôi thì bây giờ nó tùy thiệt đi. Tại vì bên Nam truyền á, gọi là bên của các cái, gọi là mình nói là Miến Điện nè, Thái Lan nè, Tích Lan nè, Lào nè, Campuchia, nó một dây gì đó, là cái truyền thống người ta làm như vậy. Đi lên á, dầu ông sư có trẻ cỡ gì đi chăng nữa mà đi ông xe sư bước lên xe là mấy bà già phải đứng dậy nhường á nghe. Đó là chừng nào mà ông sư ổng nói thôi rồi á, ví dụ như lỡ hai cái ghế chặt kìa chứ mà người con gái không được ngồi sát bên sư à. Chỉ vậy đó. Miên với Lào nó coi cái đạo Phật đó nghe là quốc giáo. Quốc giáo mà Thái Lan cũng vậy, Thái Lan như quốc giáo mà. Cho nên nó trọng cái đó. Mới có vua Sải đó. Ông kêu cái tiếng vua Sải. Nó nói muốn làm gì ông sư là được, không có đâu. Nhưng mà thật sự á, mấy vị vua này người ta không có đi vào chính trị. Dạ đúng rồi. Dầu là ta là vua Sải nhưng ta không đi về chính trị. Cứ mày đạo thôi. Không có đảng. Không, đạo thôi chứ muốn đạo. Đúng rồi. Không hiểu, còn ngược lại mình đó, cái giáo hội, khi không nói ai, mà khi mà Trung Quốc nó nhuộm màu rồi đó, thì nó thành lập hai giáo hội, và giáo hội đi tới đâu là nó... Chính trị tới đó. Chính trị tới đó. Cho nên nó uống cái đạo Phật mình vậy thôi. Bữa nay thầy ba cái trà nó đậm, nó đã quá, nó ngọt. Sao vậy hôm nay anh cái gì mà khen nợ thầy quá vậy hôm nay anh ấy? Tôi uống rồi tôi mới biết. Thưa cha, bữa nay sợ gì? Tại vì trà nó đậm, nó đã là tại vì thế lý do thưa thầy vậy. Trà cặn nó còn như tôi đổ hết cho hai uống đã bữa nay. Rồi nếu mà uống nữa tôi mới khui hộp mà mới. Còn như đó, thành ra đó, cái cặn không nó mới đậm đà. Đúng không? Trời đất ơi. À, đó có lý do của nó chứ không phải tôi đang khen tại vì bánh tét ngon thì tôi nói ngon chứ. Nhưng mà ngày mai á, bữa nay với ngày mai còn có hai cái nệm mà họ chắc thầy không lấy đâu. Còn mới hay cũ? Thì mới nệm mà cho cũ được. Yêu mới sao mới được? Mới phải mấy mà. Ngàn đồng, ngàn mấy, hai ngàn đồng cái đó. Trời ơi. Mới đó. Nệm viên ngành mấy á hả? Đúng rồi. Ơi, mà tôi mua 200 nghìn xót ruột đi. Năm bữa mua bốm rưỡi cho hai trăm. Mấy đứa nhỏ tụi nó khùng điên. Nó mua cái này mới vừa mua tuần rồi nè, 2002 đó. Trời ơi. Mà nó tại vì trả góp tháng có 100 mà. Người ta nó thấy ít.
ông nội đưa cái view về 2002, cái nệm gì mà tới 2002 hen á. Anh biết là có cái nệm đặc biệt đó, nó mở máy lên máy mới xuống này, cong lưng cong xuống, cong lưng cong xuống đó 4 ngàn. Trời ơi, rồi bây giờ cái này đó là nó cũng là thuộc loại đặc biệt chứ không phải là giống vậy, nhưng mà nó cũng mấy trăm đồng, 700-800 đồng đó, hồi nhiều năm trước rồi. Và bây giờ không biết là thầy có, tại vì cái này của hai vợ chồng thằng con lớn nó xài chứ không phải người nếu có ra là sạch. Thì bây giờ cái phòng ở dưới đó, cái giường nhỏ nó cũng hư rồi thì thay nó cũng được. Thì không, nếu mà thầy lấy thì con bữa nó chừa chứ không nó dùng rác thì uổng. Tại không, bây giờ cách nè, thật sự nói vậy, lấy cái niệm phòng thanh để ra cho tôi. Tại vì cái ông có điểm cái ông dọn bên đây rồi, bây giờ nói lấy cái điểm ra một cái không chứ. một cái kinh sai phòng đó thầy không được đó. Cái phòng thầy không để kinh sai là cái phòng đó chỉ có queen size. Thành ra nó đem cái nệm cũ ra ngoài thùng rác. Thầy có để hỏi thầy cái đã. Ừ. Nếu thầy đó. Lấy thì chở về đây. Bây giờ không có chỗ để nữa, giờ đất tôi cũng hết chỗ cắt rồi. Tới giờ hết chỗ cắt rồi đó. Rồi á, để coi ngang trong tuần tới này đó, con có thể đi lượm cho thầy cái tivi mới hơn cái này nữa. Mà đang xài con lành. Thì được, cái đó lấy cái này hư rồi. Ờ, cái này. Cái này coi đâu có thấy hình. Hơn cái này ạ. Nó 35-40 bên gì đâu đó. Đâu có coi mà thí dụ như thà không có coi mà coi lên nó cái giật nó bực mình đó. Nó bị bể mà nó bể rồi cái lo vừa rồi không có bánh cái bắt cái YouTube gắn vô đó coi đó, mà nhiều khi nó đang lúc cười mình dòm qua người ta cười sao dòm lên cái nó không thấy hình nó chưa méo, như nó cười mà cười méo. Tivi cái màn kiến nó bể nó méo bên. Ok, để con xin phép thầy con đi mua okay. Thức ăn nha. Thì là xong nợ ông rồi đó ha. Dạ con thầy xong. Nè ăn như bánh tét có đủ rồi ha. Dạ đủ rồi. Ăn đòn đó mà. Chuối rồi. Anh ăn đi người ăn. Không có, bây giờ ăn 3 miếng rồi đó. Anh không ăn, tôi đi mua trong sĩ đó. Đợi đi mua cho sĩ thôi đi. Nghe. Tôi vô thùng. Chứ ba cũng có nhiệm vụ giúp dùm nữa. Là giờ ông đang rắp cho ông đi. Rồi chưa có làm kịp. Thì mai đi chứ mắc gì bữa nay ông phải làm kịp. Nay cho nó xong. Bởi vì bánh tét tuy rằng vậy chứ mà trễ ngày hay ngáp công nó mau hư đó. Rồi thầy làm sao ông vô thùng cho kịp. Một giờ ông về, không thì chiều 4 giờ cũng còn kịp vậy, 5 giờ nó mới đóng cửa mà. Thế nào không được hay. Bây giờ một giờ ông về cũng kịp mà, không kịp thì 4 giờ. Làm gì làm 4 giờ cũng phải về. Ừ. Thì đặt cho 4 rưỡi mong dụng. 4 giờ thầy làm kịp không? Dữ. Bây giờ chuyên bây giờ cái gì cũng chuyên nghiệp đóng hàng. Tao thấy tôi đóng thùng gửi đi là bây giờ ông viết cái địa chỉ vô thùng xong thấy ông lần một lần 7-8 thùng 10 thùng viết cái địa chỉ mất hết tiếng hồ rồi ở đó. Vậy tới 7-8 thùng nữa thầy đó, kỳ rồi tôi đi 7 thùng đó. Thế hả? Ở trời đó đâu 8 thùng một lần, 8 thùng chứ không phải 7 nữa đó, là 8 lần 7 lần đó. tinh thì trời ơi. Cho tôi hiểu tại sao thầy thương anh nhiều. Tôi khiên mà, tôi không thấy đường đi nữa. Rớt giấy gì kìa, rớt giấy. Năm chuẩn bị tất đầu là Tết, năm tới là tôi có bánh tét đóng hàng, shipper toàn quát, rớt nữa kìa. Ông ơi, tiền rớt đỡ tôi quá, giấy không à. Shipper toàn quát luôn. Tôi bê cái thùng vô mà tôi bê không nổi cái thằng đứng xếp hàng tôi. 4 thùng được anh hỡi, nếu mà 8 thùng chia 4. Cái thằng đứng xếp hàng tôi 5 thùng là đúng bê rồi khỏi cái con mắt tôi rồi thấy được đâu đi. Cái nó mới chạy ra nó mở cửa giùm tôi rồi nó nói cái thằng đứng cái trong bưu điện đó, cái thằng tính tiền á. Nó nói mày chờ tao chút xíu, xách cái máy ra ngoài này nó bấm cho tôi.